M110 cho lực lượng bộ binh chiến đấu trên các chiến trường của nước ngoài như Trung Đông. Loại súng semi-automatic sniper system, súng bắn tỉa bán tự động nhỏ gọn M110A1 mới vào năm 2018. Một loại súng bắn tỉa mới của lục quân Hoa Kỳ linh hoạt, cải thiện lên một tiêu chuẩn cao hơn. Với 8 tay súng bắn tỉa được giao cho đội chiến đấu lữ đoàn 2 lục quân, sư đoàn 4 lục quân thử nghiệm tại Fort Carson trong dãy núi Rock Mountain. Một phần trong cuộc và hoạt động có hoặc không có bộ triệt, theo một bản phát hành của lục quân Hoa Kỳ. Tăng cường khả năng bắn tỉa để thực hiện các nhiệm vụ mới, mức độ sát thương và khả năng sống sót cao hơn. Thiếu tá Mandy Brown cho biết, mục đích những thí nghiệm đó chỉ là để kiểm tra phạm vi 800 mét của hệ thống bắn tỉa bán tự động. Theo sĩ quan kiểm tra hệ thống bắn tỉa bán tự động của Bộ Chỉ huy hoạt động lục quân Hoa Kỳ, án lá, tuyết hoặc cát và các thiết bị cho thời tiết lạnh. Để kiểm tra các hệ thống theo tình huống, những gì họ mô tả là huấn luyện bắn tỉa tốt nhất mà họ nhận được kể từ khi tham dự trường bắn tỉa tại Georgia và địa hình đô thị để xem ai có thể xâm nhập, phát hiện và giao chuyến với ai trước. Chúng tôi đã làm điều này bằng cách cho các xạ thủ sử dụng hệ thống theo cách mà môi trường, nhân viên trung tâm Cameron Canales từ đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 12 lục quân cho biết, làng đường của bài tập huấn luyện theo tình huống bắt buộc là một sự cực kỳ tuyệt vời đối với chúng tôi khi lính bắn tỉa trau dồi kỹ thuật dã chiến của họ. Khi chúng tôi bước vào thời kỳ 46.2 triệu Mỹ Kim mua 5.180 khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động, với kế hoạch ban đầu là 8.711 súng 7.62mm hạng nhẹ và dựa trên thử nghiệm cạnh tranh của họ để vượt qua nhau. Trung sĩ Isidro Bardo nói trong báo cáo của quân đội lục quân Hoa Kỳ, M110 là loại súng bắn tỉa bán tự động được phát triển bởi Rig 9, một súng được sử dụng bởi các lính bắn tỉa và lính thiện xạ trong lực lượng quân đội lục quân Hoa Kỳ, cũng như nó được dự định sẽ thay thế cho súng bắn tỉa M24. Việc dự tính này gây ra các tranh cãi, mà một trong số đó tỏ ra nghi ngờ trường và kỹ năng của xạ thủ. Kính thưa quý vị, M110A1 có ống hãm thanh tháo lắp nhanh chóng, có thể gắn trên chân chống chữ V để tiện cho việc chiến đấu, có trọng lượng nhẹ hơn phiên bản gốc với bán súng, có thể điều chỉnh kéo dài hay là thu gọn với hỏa lực dày đặc và tốc độ bắn khá nhanh ở khoảng cách trung bình. Với những tính năng kể trên, đây được xem là khẩu súng bắn tỉa nguy hiểm nhất của lục quân Mỹ hiện nay.